Cảm ơn các bạn quay trở lại với kênh Dương Vlog, kênh YouTube chính thức của Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về một cái dạng bệnh lý ở trên gà, đó là cái dạng Newcastle nhé các bạn. Cái dạng này là dạng truyền nhiễm của gà cũng như là nhiều loài gia cầm khác, và nó gây ra do cái virus nhé các bạn. Và cái đặc trưng của cái dạng này là hiện tượng xuất huyết, viêm loét ở đường tiêu hóa, và cái tỷ lệ bệnh cũng như là tỷ lệ chết rất là cao. Thì chúng ta cùng đi phân tích về cái triệu chứng của nó các bạn. Thì ở cái dạng thể cấp á, thì các bạn chú ý là gà nó sẽ ủ rũ, bỏ ăn, xù lông. Và nếu như mà gà mái các bạn thì thông thường nó sẽ ngừng đẻ. Và trên cái chuồng đó, nó sẽ có những cái bãi phân trắng. Và gà nó sẽ sốt từ khoảng 42 đến 43 độ. Cái mí mắt nó sẽ sưng và nó chảy nước mắt, nó hắt hơi cũng như là chảy nước mũi, ho, thở khó trầm trọng. Cái màu và yếm nó sẽ bị tím bầm và gà nó sẽ rối loạn tiêu hóa một cách rất là trầm trọng nha các bạn. Nó bỏ ăn, uống nhiều nước và thức ăn ở nhiều, các bạn chú ý là thường nó không có tiêu nha các bạn, và nó nhão ra do cái tình trạng là lên men. Và khi chúng ta dốc ngược con gà xuống á, thì các bạn sẽ thấy nó chảy nước nhớt, cái mùi nó thường nó sẽ rất là chua nha các bạn. Và vài ngày sau á, thì con gà chúng ta nó sẽ bắt đầu có cái hiện tượng là tiêu chảy, tức là hô hấp nó sẽ xảy ra trước rồi sau đó nó sẽ đến tiêu chảy. Và cái phân đó các bạn, nó sẽ có cái màu nâu sẫm, trắng xám hoặc là trắng xanh, nó có nhiều u rác ở trong đó. Và cái niêm mạc hậu môn của bạn nó sẽ xuất huyết. Cái bệnh lý này nó thường nó sẽ kéo dài khoảng vài ngày thì con gà chúng ta nó sẽ chết nhé các bạn, và cái tỷ lệ có thể lên đến 100%. Cho nên các bạn lưu ý về cái bệnh lý này giúp tôi nhé. Và trong những cái trường hợp mà bệnh kéo dài các bạn, thì gà nó sẽ có các triệu chứng thần kinh, ví dụ như là nó vặn đầu ra sau nè, đi giật lùi, đi vòng tròn, mổ không trúng thức ăn, hay là những cái con nó có thể là nó sẽ bị co giật. Nó thường xảy ra khi nó bị kích thích, ví dụ như là có tiếng động lạ hoặc là chúng ta đuổi bắt nó thì nó sẽ bị co giật. Và cái bệnh này nó sẽ kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần. Nếu như chúng ta chăm sóc tốt á, thì nó có thể khỏi bệnh, nhưng mà nó sẽ mắc cái di chứng thần kinh trong thời gian rất là dài. Các bạn lưu ý cái vấn đề này nhé. Và về cái bệnh tích đó các bạn, thì cái son mũi và miệng á, nó sẽ có nhiều cái dịch nhớt màu đục. Cái niêm mạc miệng, hầu cũng như là khí quản nó sẽ bị xuất huyết, nó sẽ bị viêm phủ màng giả giống như cái dạng fibrin vậy đó các bạn. Và một số cái trường hợp á, cái tổ chức vùng đầu hay là vùng hầu, vùng cổ nó sẽ bị thủy thủng và thấm dịch xuất vàng. Và cái bệnh tích điển hình á, thường nó sẽ tập trung ở đường tiêu hóa nhé các bạn. Cái niêm mạc dạ dày tuyến các bạn nó sẽ bị xuất huyết lấm tấm màu đỏ tròn bằng cái đầu đinh ghim vậy đó các bạn. Và cái điểm xuất huyết tương ứng với các cái lỗ đổ ra của cái tuyến tiêu hóa. Các cái điểm xuất huyết này nó có thể tập trung thành từng vệt nhé các bạn. Các bạn lưu ý chúng ta nhìn hình thì chúng ta sẽ có thể thấy nhé các bạn. Và dạ dày cơ các bạn nó sẽ xuất huyết và nó thâm nhiễm dịch. Các bạn lưu ý nhé, thâm nhiễm dịch. Và đồng thời cái ruột non nó cũng sẽ xuất huyết, viêm. Và trong cái trường hợp bệnh kéo dài á, thì có thể có những cái nốt loét hình tròn, hình bầu dục hoặc là cái cúc áo vậy đó các bạn. Và cái trường hợp nặng á, thì cái nốt loét nó có thể lan xuống ruột. Thường là nó sẽ lan dần xuống khu vực ruột già luôn nhé các bạn, là cái hậu môn của con gà chúng ta. Và các cái hạch manh tràng á, nó sẽ bị viêm, xuất huyết, hoại tử. Và gan các bạn nó sẽ có một số các cái điểm thoái hóa mỡ nhẹ màu vàng, lách thì có những cái nốt hoại tử màu vàng xám. Còn thận các bạn thì thông thường nó sẽ phù nhẹ và nó có cái màu nâu xám. Dịch hoàng và buồng trứng nó sẽ xuất huyết thành từng vệt hay là từng đám, và trứng non nó sẽ vỡ ra ở trong cái son bụng. Đồng thời cái bao tim hay là cái mỡ vành tim bạn nó sẽ xuất huyết, son ngực hay là cái bề mặt xương ức nó cũng sẽ bị xuất huyết nha các bạn. Các bạn lưu ý cái vấn đề này nhé. Thì để mà có kiến thức tốt nhất ở trong cái quá trình mà các bạn chẩn đoán cũng như là điều trị bệnh cho các cái loài vật như là chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu, các cái quy trình chăn nuôi cũng như là phòng trị bệnh cho cá, tôm, lươn, cua, thì các bạn có thể đăng ký các khóa đào tạo về thú y và thủy sản trực tuyến chất lượng cao bác sĩ Dương.
Thì chương trình là chương trình chất lượng cao, một thầy hoặc là một cô sẽ kèm một học viên, cho nên là chắc chắn sau khóa học sẽ giúp cho các bạn vững tay nghề và tự tin trong quá trình mà các bạn chăn nuôi cũng như là công tác về thú y và thủy sản sau này. Thì các bạn nào có mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm về thông tin khóa học thì các bạn có thể liên hệ bác sĩ Dương theo số điện thoại 0903 153 057, các bạn có thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì các công ty cũng như là các trang trại muốn quảng cáo hình ảnh về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi thì bạn cũng có thể liên hệ bác sĩ Dương nhé. Thì chúng ta cùng quay trở lại bài học của bạn về cái phần chẩn đoán. Các bạn cần phải dựa vào các cái đặc điểm như là bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi nè, mọi lứa gà nè, hình thức chăn nuôi cũng không có quan trọng, nó có thể xảy ra ở cả chăn nuôi nhỏ lẻ là chăn nuôi công nghiệp, và cái tỷ lệ bệnh cũng như là cái tỷ lệ chết nó sẽ rất là cao. Và cái triệu chứng là tiêu chảy phân trắng xanh, thức ăn không tiêu, và cái bệnh tích tức là khi chúng ta mổ khám ra các bạn sẽ thấy xuất huyết và viêm loét đường tiêu hóa cũng như là xuất huyết ở nhiều cái cơ quan phụ tạng. Thì chúng ta sẽ so sánh với các cái dạng bệnh lý khác mà trong các phần bài giảng tôi cũng đã có giảng cho các bạn rồi đó, các bạn so sánh nhé. Hoặc là các bạn thể học các cái khóa về chẩn đoán và điều trị bệnh trên gà thì tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Và một cái vấn đề nữa các bạn, đó là về cái việc mà phòng và điều trị cái dạng bệnh lý này. Thì phòng bệnh dĩ nhiên chúng ta phải sử dụng vaccine rồi các bạn, thì tôi cũng đã có phân tích cho các bạn một cái bài về cái lịch vaccine ở trên gà, các bạn xem lại cái bài đó giúp tôi nhé. Và còn cái vệ sinh phòng bệnh các bạn, đối với những cái vùng mà chưa có dịch á thì các bạn nên chú ý là chúng ta áp dụng các cái biện pháp vệ sinh phòng bệnh như là hạn chế người đi lại tham quan này các bạn. Trước khi đi vào trại chúng ta phải cho họ tắm rửa, thay quần áo và giày dép của khu vực trại chúng ta. Và cái hố sát trùng các bạn chú ý là phải luôn luôn đảm bảo được các cái thuốc sát trùng nó còn hiệu lực ở trong đó nhé các bạn. Và gà cũng như là trứng khi các bạn mua các bạn phải đảm bảo chắc chắn là những cái nơi mà không có cái dạng bệnh lý này. Hoặc là gà mua về chúng ta phải cách ly theo dõi nó ít nhất là khoảng 2 đến 3 tuần nha các bạn, trước khi chúng ta nhập vào cái đàn gà chúng ta. Và các bạn cần phải tiêm đầy đủ các cái quy trình phòng bệnh, ví dụ như là Newcastle nè, Gumboro, là Maret đúng không? Các bạn phải tiêm đầy đủ các cái dạng đó, các bạn chú ý nhé. Và khi mà có dịch xảy ra thì chúng ta cần phải nhanh chóng dập dịch, xử lý toàn bộ đàn gà đang mắc bệnh và đang bị nhiễm bệnh, cũng như là tẩy uế cái chuồng trại chúng ta và tiêm phòng cho toàn bộ con gà chúng ta bằng vaccine mà nó nhược độc các bạn. Và sau 2 tuần có thể dập được ổ dịch này. Thì thông thường á, các bạn có thể sử dụng thêm các cái dạng kháng thể nhé các bạn. Trên thị trường thì có rất là nhiều các cái dạng kháng thể của cái Newcastle này, thì tùy theo cái khu vực của các bạn mà người ta nhập về cái loại nào thì các bạn thì sử dụng cái loại đó nhé các bạn. Và thông thường các cái liều kháng thể các bạn chúng ta nên tiêm khoảng 2 lần cách nhau là khoảng từ 2 đến 3 ngày thì nó sẽ phát huy tác dụng một cách hiệu quả nhất. Và thường nếu các bạn phòng bằng cái kháng thể á, thì các bạn có thể tiêm là bằng một nửa cái liều lúc chúng ta điều trị. Các bạn lưu ý các đặc điểm này nhé. Thì đây là cái phần bài học hôm nay mà tôi muốn hướng dẫn cho các bạn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Dương Vlog để chúng ta nhận thêm các bài học khác một cách nhanh nhất. Cũng như là các bạn hãy chia sẻ bài học này đến với mọi người để mọi người được gia tăng thêm kiến thức. Và các bạn hãy bình luận ở bên dưới để giúp cho Dương Vlog ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại thì trung tâm đào tạo thú y thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương đang có khóa đào tạo về siêu âm, X-quang, xương khớp, thuốc hóa học, thuốc chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm chẩn đoán và điều trị các dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu và các quy trình chăn nuôi như là phòng trị bệnh cho cá, tôm, lươn, cua và thì các bạn nào cũng mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm về thông tin khoa học thì các bạn có thể liên hệ bác sĩ Dương theo số điện thoại 0903 153 057, các bạn hãy liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì các công ty cũng như là các trang trại muốn quảng cáo hình ảnh về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi thì bạn cũng có thể liên hệ bác sĩ Dương nhé. Thì xin cảm ơn các bạn theo dõi bài học này và hẹn gặp lại các bạn ở các bài học lần sau. Xin chào.